Sakve kame chalu pe jirisikaratate chantarike vimane dipe rate jayame taruvana jayane ge avatum nikete kumma jayantuge wa shalakala visame yakkayan kappanaga Chitanta Sandhike Yang Muni Varavacham Sāvo Me Sunantu Dhamma Savana Kalo Ayam Paranta Dhamma Savana Kalo Ayam Paranta Dhamma Savana Kalo Ayam Paranta Buddharatana Panama Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Arahato Sammā Sambuddhassa. Tisaraṇena Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam. Buddham saranam gacchami, duttiyam saranam gacchami, duttiyam saranam gacchami. Yam bi tham gacchà mi pati yam bi tham mi pati yam bi sam sarana mi jasila bana ti pata we chikara vinna Kame sumucacara Vedana sama Iya sama Iya me Sura Kame sama
học viên lớp vi pháp cơ bản xin tri ân sâu sắc đến một các vị trưởng lão cung kính có công truyền bá giảng thiện pháp sống và sức khỏe và sự an vui cần sự có mặt trong mỗi buổi ba tiếng thiền kỳ để duy trì lớp học, cầu cho phước trí thanh tịnh từ việc học pháp đạo không bị đọa vào bốn đường ác đạo và sự ngày hôm nay là ngày sinh nhật 10 tháng 1 năm 2021 đã học cơ bản bài học trước đã học các nghi thức trước khi rút cho tất cả có một buổi Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Xin chào tất cả quý vị. Nghe rõ không? Hôm nay chúng ta tiếp tục phần một cái gì nãy nói gì quên rồi. Cảnh khổ sanh cảnh khổ hay sao quên rồi. Ok. Rồi, rồi sau đó chúng ta đi vào bài học. Nam mô ta sa pa ga va to sa mbu ta. Con xin thành kính đảnh lễ đại đức giáo chúng tăng vì chứa đựng trong vi diệu một bộ tham ái ngồi sẽ ra kính thưa ngày hôm nay chúng ta tiếp tục ha đi lên ngày hãy cùng nhau lên đọc nha, đừng để thời gian bị trống uổng ha. Cố tập liên tục cho nhiều báo cho chúng ta. Xin chào, ông Phúc xin đọc bài. Ba nhỏ bị thiếu chi ta ba ba khi nay giờ. Yani vi phụ tâm áp át à hầu đa cha la na quát cha na cha a đà đà
ba na ba ca ni ba wa ta ti ta to ba rằng ta hoàn các bà to a vi phù ca ta hoàn na ta hoàn các to wa ta ti do ti ni môn khi một đối tượng này tâm mình cái dao động sau đó chìm đi tiến vào đối tượng tổ sự chìm tiến vào cái đã tạo cho tâm quả đăng ký khởi sắc vì ý ta thì quá tích bà đà để các cha ta liền sát vi pha qua về ai dám nề ta phá hít ta trao lá ná hòa rồi ba phương cách và mười loại tầm khác nhau trong tiến trình tâm sẽ được giải thích rằng giờ chi tiết có 41 loại tầm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của trao lá ná. Ông Phúc đã đọc hết đoạn đầu, xin mời bạn kế tiếp. Dạ con kính chào thầy kinh, chào cả lớp. Dạ con xin đọc tiếp đọc 2 ạ. Appana vi thi chit tap pa wat ti na yo, tiến trình tâm an chỉ. Appana cha wa na na wa re pa na vi phù ta vi sa jo na thi ta tha ta đà lành đó nứt pa đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của cha wa na appana, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa và tối. Cũng thế ấy, không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát tha hi nhà na sam pa yut ta ka ma wa cha cha wa na nang ap tham anya ta ras nin ta ri kam nu pa cha ra nu lo ma go tra phu na me na cha tuk khap tik khap wa wa ya tha ka mang upat chí tòa như rút thề ta đan nàn ta ra mề quá giá thà ra hàng cha tút thằng tành cha mằng quà chấp đi xà tí má hắc giá ta lô cút ta ra chá quá nề xuống giá thà thì nì thí nì hà ra quá xề ná dân kinh chí cha quá nằng ấp ta nà vì thí mô ta á tí ta tổ ta rằng ấp ta nà quá xà nề phá hoàng gá tà tổ quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cháu á ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị bất ý cam má, cận hành út bá cha rá, thuận thứ anulô má và chuyển tánh vô trá phu, tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm cháu nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự có thích ứng. Dạ cảm ơn Đông Triều đã post bài, cảm ơn thầy Kinh đã lắng nghe, cảm ơn cả lớp ạ. Con xin xuống nick, xin nhường cho vị kế tiếp ạ. Xin chào thầy, xin chào cả lớp. Các ta xin tiếp tục đoạn 2. Tha sô ma na sa ha ya ta cha qua na nàng ta rằng áp pa na đi sô ma na sa 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 ha ra ta qua ba ti càng khi ba ubhaka sa ha ra ta cha qua nà nàn ta rằng ubhaka sa ha ra ta quá tát tha ý kusala cha qua nà nàn ta rằng kusala cha qua nà nàn về quá hết thí bằng
Chapala Taya Map Đề Tý Rí Già Cha Qua Nà Nàng Ta Rằng Rí Già Cha Qua Nàng Arahat Ta Pha Lần Chá Áp Đề Tý. Ở đây tức khắc xa, theo sau một Cha Qua Ná với Thọ Hỷ, một Cha Qua Ná Áp Ba Nà Sát Na Định với Thọ Hỷ ác sẽ khởi phát, sau một Cha Qua Ná đồng phát sanh với Thọ Xả, một Cha Qua Ná Áp Ba Nà liên hợp với Thọ Xả ác phát sanh. Ở đây cũng vậy, một Cha Qua Ná Áp Ba Nà thiện sẽ nói tiếp theo một Cha Qua Ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ Samāpatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một Cha Qua Ná hành sẽ có một Cha Qua Ná hành và quả A-la-hán nối tiếp. Đó tinh xá su khắp bình nhằm hà đo đá sô đét khát ca ba răng trước khi ta trí giá tô áp thá chá sam hồn tí u đét khát ca. Sao tâm thiện có ba nhân tí hề tu cá liên hệ với họ hỷ 32 loại tâm, bốn thiện cộng 28 thiện siêu thế. Sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, một ngũ thiền sắc, bốn thiền vô sắc, bảy ngũ thiền siêu thế. Sao tâm hành có ba liên hợp với thọ hỷ 8 loại, bốn thiền di tác sắc, bốn thiền a la hán quả. Và sao tâm hành có ba ngăn với thọ xả có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc, thiền vô sắc, ngũ thiền a la hán quả, út thúc cha na na sắc kha năng ca ma bồn nha tí hề tu tô tí hề tu ca ma rí giá tô quý ca ra gà năng ấp ba na a gia mát thá ma nô đo re quy thí chích tấp quát na vô. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá tâm quả áp ba na phát khởi, sau tâm thể có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị còn tham ái là sao tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý một. Xin hết. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính chào cả lớp, xin đọc bài. Mano đo re vi thí cittapavatti na yo. Tiến trình tâm khởi phát xuyên ý môn. Mano đo re và na giá đi quý phù ta mà làm ba nàng áp ba thằng à gát chát tí ta tổ ba rằng pha hoàng gá cha la ná ma nồ đò ra quá cha ná cha quá nà quá xà nề ta đà rầm ba ná bà cà ní ba quá tàn tí ta tổ ba rằng pha hoàng gá bà tổ à quý phù tề bà ba nà làm ba nề cha quá nà quá xà nề pha hoàng gá bà tổ quá hồ tí
Na thí ta đà làm ba núp bà đồ tí trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và cháu ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá, sau khi luồng cháu ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quỳ thí chích tà ní tì nề quá chích tấp bà đà đá xề rí tà quý thà nề rề ná ba nề thề cát chá tà lì xá quý phà quá về a giá mề thá ba rí tà chá quá ná hòa rồ ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích bằng gần vào chi tiết. Có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cháu Quán Á Phụ. Kính cảm ơn thầy Kinh, cảm ơn cả lớp đã lắng nghe, cảm ơn Đông Triều đã bớt lại. Xin xuống mic, xin nhường mic cho việc kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Dạ con xin kính lễ thầy Kinh, dạ con xin kính chào đạo tràng. Dạ con không thấy ai đọc thôi cảm ơn luôn ạ. Sa thí cô Mai. Appana vi thí chít ta pa vát ti na yo, tiến trình tâm an chỉ. Appana cha wa na wa re ba na quý phù tà quý phù tá phê đồ nát thi tát thà tà làm ba núp bà đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của chá quá ná áp ba na tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký. Na cảnh tát thá hí nhà giá sầm ba dút ta ca mà hòa quá chá rá quá nà nằng ách thành nằng anh nhá tá rás mình bá rí cầm bá chà rà nú lồ má gồ trá phù nà mề ná chá túc khách tùng tít khách tú mề quá hòa giá thắt ca mằng úp bách chích tòa ní rút thề ta đá nằng tá rá mề quá giá hà rá hằng chá tuất thằng bành chá mằng hòa chấp phì sa tí má hắc gá tá lồ quýt tá rá chá quá nề xú giá thà phí nì hà ra quá xề ná dằn kình chí chá quá nằng ấp ba nà quỳ thí mồ tá rá tí tá tồ ba rằng ấp ba nà quá xà nề phá hoằng gá bà tồ quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chá quá ná thuộc dục giới, liên hợp với tri kiến khởi sanh thứ tự, ba hoặc bốn lần, như chập tâm chuẩn bị, bá rí cầm má, cận hành, upachara, thuận thứ, anuloma, và chuyển tánh, gotrafu, tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp, bất luận tâm chá quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Dạ con đã đọc xong, xin kính tri ân đồng triều đã post bài. Dạ xin kính tri ân thầy Kinh, xin chào toàn thể đạo tràng, con xin xuống mic ạ.
Dạ thưa thầy, không thấy ai lên, con đọc tiếp nha thầy. Tassa manassa sahagata cawana nanta rang apana piso manassa sahagata wa patikan kita fa kha sahagata kana nanta rang upekha sahagata wa tatha pi kusala cawana nanta rang kusala cawana che wa hethi man cafa a ta yanap đề tí khi già cho quá nà nằm ta rằng khi già cho quá nằng arahata phá lành cho ấp đề tí ở đây tức khắc theo sau một cháu quá ná với thọ hỷ, một cháu quá ná ấp bá nà sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một cháu quá ná đồng phát sanh với thọ xã, một cháu quá ná ấp bá nà liên hợp với thọ xã ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cháu quá ná ấp tá nà thiện sẽ nói tiếp theo sau một cháu quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ samma bát trí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn phát, sau một cháu quá ná hành sẽ có một cháu quá ná hành và quả a la hán nói tiếp. Đó tá su khắp vùng nhầm hà đà đá sô bát khá cà bằng su khí tá riết giá tổ thác chá sạc tâm phối upekkhaka. Sau tâm có ba nhân hệ túc cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xã, 12 loại, một ngũ thiện sắc cộng 4 thiện vô sắc cộng 7 ngũ thiện siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiện di tác sắc, 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xã, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc thiền A-la-hán quả. Bút thức chán nà ná sắc khà nằng cà mát vùn nhà tí hề tu tổ tí hề tu cà mát khí giá tổ ghi ta gàng ấp ta nà A-ya-mét-tha mà nồ đòa về vì tí chít tắp ba quá tí na dồ. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập sư khá, tâm quả ấp ta na phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phân cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Cảm ơn Đông Triều đã post bài đọc xong rồi. Cảm ơn thầy Kinh đã cho con đọc ạ. À, cảm ơn cả lớp ạ. À, xin xin mic, xin nhường cho vị kế tiếp. Vị nào chưa đọc xin mời lên ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ. Dạ con xin kính chào thầy Kinh. Dạ con xin kính chào cả lớp. Con xin phép được đọc bài ạ. Cảm ơn Đông Triều đã post bài ạ. Mano là rì quỳ thí chít ta áp báu quá vô tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đòa rì bá na gia đế quý phụ ta mà làm bá năng à bà thầm à gắt chóa tí ta tổ bá rằng bá hoành gắt Mano đòa quá chá na chá quá nà quá xà nê ta đà rằm má na bà kà ní bá quá tàn tí ta tổ bá rằng rằng phá hoàn là tù. A quý phụ tề bá nà làm bá nề cha quá nà quá xà nề phá hoàn gá bà tù quá hồ tí nát thí ta đà làm bá núp bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng lực đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi pháp quan gá dao động, ý môn hướng tâm và cha quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến quanh gá sau khi luồng trở quá ná chấm dứt mà không tạo điều cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quỳ thí chít tà nít tì quá chít túc bà đà đá dê rí tà quýt thà rê nà bá nếp thề cá chá tà lì sá quý phà quá dê Ayametta Paritta Chawana Waro. Ba phương cách
và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là cách diễn tiến của tráo quá não phụ. Dạ thưa con đã đọc ạ. Dạ cảm ơn Đông Triều đã post bài. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa. Con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho lớp ạ. Dạ kính chào thầy và kính chào cả lớp. Con Đông Triệu xin đọc bài tiếp. Tiến trình tâm an chỉ appana vì thi chích tập awati na yo đầu một appana chavana và re panaputa upo tapve do nati tatha tada làm manup bà đồ chát. Trong phương cách diễn tiến của Chavana Appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa xa tối. Cùng thế ấy, không có tâm quả đăng ký nằm. Tattha nhà na sầm ba yut tắc kà mà qua cha ra Chavana nàng ác thành nàng anh nhá lát mình ở đi cầm mắt cầm mút Achara nulo ma vô tra phù nà mê ha chát tút khách tùm tích khách tu mê văn hòa đất thắc khá măng ức bách chi tòa ni rú thề ta đá nàng ta đá mê quá chát thà ra hằng chát tút thằng bành cha măng và chát bì sa tí ma hát gát ta đồ khúc ta ra chao wa ne su yat tha phi ni ha ra wa se na yang kinh chi chao wa nang appana quỳ thi mô ta ra ti ta to ba rằng appana wa sa ne pa wan ga pa to wa ho ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chao wa na thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị ở đi cầm mắt cận hành uất trà đó thuận thứ anulo mắt và chuyển tánh vô trong phù tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt trong chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp bất luận tâm trong quán á nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy học theo sự cố gắng thích ứng. Dạ con đã đọc là xong, con xin xuống mất ạ. À, sao hướng, sao hướng. Thì chắc hết ai đồng không? Hello, quý vị nghe rõ không? Rồi, giờ mời bên đọc cái bài mà học từ rồi đó, trình bày lại cái bài, anh đọc chậm chậm cho Triều nó post để quý vị dò lại cho chính xác ha. Rồi xin mời Phúc. Tiết 105 lộ ý môn cận tử. Mano đò ra ma nà sẵn á quỳ thí. Có hai. Một, sắc nà chóc mót. Có nà cảnh lượng tử. Có hai lộ. Lộ A, tổng lực. Nà cảnh, hộ kiếp và tử tâm. B, tổng lực. Nà cảnh, tử tâm. Hai, sát na chốt động lực rồi tử. Có hai lộ. Lộ A, động lực, hậu kiếp, tử tâm.
là quê, động lực, tử tâm. Như vậy có tất cả bốn lộ ý môn cận tử. Lộ ngũ thì có người, còn lộ không môn thì có bốn lộ ý môn cận tử. Sơ đồ diễn tiến 1A, hậu kiếp, rúng động, dứt dòng, kháng ý, cộng 5 cháu quá ná, 2 na, cộng hậu kiếp, cộng tử tâm. 1B cũng giống như trên nhưng không có hậu kiếp. Sắc na có 8, kháng ý, cộng 5 cháu quá ná, cộng 2 na cảnh, tử tâm. Có 32 thứ tâm khách, tức là bằng 29 trừ đi 9 tâm khách cộng 11 tâm na cảnh cộng hướng ý môn. Chẳng có 3, chẳng kháng ý, động lực và na cảnh. Người thì gồm có 4 cộng 3 thánh hữu hồng, không có A-lan thì ấy đã viên tịch. Về cõi có 11 cõi dục, cõi thiền không có na cảnh, cảnh lớn. 2A hộ kiếp, cộng rúng động, cộng dứt dòng, cộng kháng ý, cộng 5 cháu quá ná, cộng tử tâm. 2B hậu kiếp, cộng rung động, dứt dòng, kháng ý, năm cháu quá ná, hậu kiếp, tử tâm. Hậu kiếp. 2B xin lỗi, 2B không có hậu kiếp, cộng tử tâm. Sắc na có 6 sắc na tâm cách. Sắc na kháng ý cộng 5 động lực. Kháng ý cộng 2 trùng giới, tức là 29 từ đính nhân di tác. Chẳng có 2 chẳng. Khai ngôn rồi có 7 loại người, 4 phàm cộng 3 thánh là từ đi tứ quả. Khỏi có 3 khỏi hữu tâm, như là 31 khỏi trừ đi khỏi vô tưởng. Còn vị chú thì khỏi thiền lúc chết động lực giới dẫn sanh khởi để đưa đi tái sanh. Lộ cận tử không chỉ có một lộ mà trải qua hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu lộ tâm cứ liên tục sinh khởi. Lộ cận tử cuối cùng xuất hiện tự tâm, đến dòng này mới quyết định giới tại sanh của chúng sanh ấy. Chính vì có sự xuất hiện phi nhân ma quỷ quá sanh, họ đã tục sanh ngay lúc chết, bởi vì tâm mình không thể ngưng lại được nên cứ sinh diệt mà. Cảnh nghiệp cận tử nghiệp, tức là cảnh nghiệp cuối cùng của lộ tâm cận tử có 3. Một là trọng nghiệp thành chánh nghiệp, là cảnh thiện, là cảnh thực thiện. Hai là thường nghiệp. Ba là tích lũy, là kinh tiểu nghiệp. Về lộ tâm thuộc sinh, tức là lộ tâm nối tiếp sau lộ tử, chính là lộ tâm thuộc sinh. Ý nghĩa của tục sinh có nghĩa là nối liền, nối tiếp từ kiếp sống cũ sang kiếp sống mới. Diễn tiến của lộ tâm như sau: tử tâm, tục sinh, 14 hộ kiếp, rung động, dứt dòng, kháng ý, 7 cháu quá ná, 2 na, cộng hộ kiếp. Thì chú sau tục sinh cần có 24, cần có 14 hộ kiếp để tăng cường sự sống trong danh pháp, tâm tâm sở, có đủ sức để chịu đựng. Động lực tham
Bảnh cha quan á, cô sách cho rằng tham thọ hỷ bởi vì quan hỷ với kiếp sống mới, cho dù là Bồ Tát chánh đẳng giác tái sanh cũng có động lực này, cũng phải là tầm tham vì nó chịu ảnh hưởng từ tâm tục sinh, do tâm tục sinh bị thúc đẩy bởi sự vô minh tự nhiên và ái tự nhiên trong quá khứ. Hai na cảnh a lộ tâm tục sinh trong cõi dục giới đều phải có na cảnh, bởi vì dư hưởng của sự tham ái với cảnh dục mà. B. Cảnh của lộ tục sinh là cảnh rõ, rất rõ. C. Cảnh không rõ thì không sanh động lực vì sự chuyển tiếp. Số 1. Chuyển tiếp từ cảnh vui sanh về cảnh khổ có ở bảy cõi vui dục giới, tức là cõi người cộng sáu cõi trời dục giới, tạo ác nghiệp đức đâm chung, ác nghiệp hay hướng nghiệp tướng đó hiện bài ý môn thì là diễn tình của lô tâm kháng ý cộng năm động lực bất thiện ba cảnh cộng tử tâm cộng sinh vào cõi khổ. Tử tâm và tâm tục sinh có cảnh khổ tướng, cảnh khổ tướng nghĩa địa ngục qua ý môn, tử tâm và tục sinh ngàn cảnh hiện tại, cảnh nghiệp tướng qua năm môn tử tục sinh là cảnh hiện tại, cảnh hiện vào năm môn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân môn, 16 sắc na tâm của lộ cận tử là một kiếp vừa qua rúng động nhất vọng, sáng ngủ ngủ trong thức tiếp thâu quan sát xác định năm động lực hai cảnh tử tâm, cảnh khi ấy còn tuổi thọ một sắc na tâm, tâm tái tục sanh lên nhận lấy cảnh khổ của người tướng này. Đây là tử cảnh hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại. Cũng trong trường hợp này, nếu có xen hộ kiếp rồi tử thì tử cảnh hiện tại, tục sinh cảnh quá khứ, bởi vì đầy đủ sát na tâm. Sự sống của sắc pháp 17 sát na. Xin hết lại. Rồi, chào thức, chào thức. Rồi, cảm ơn anh Phúc. Cái bài vừa rồi mình học tới đây ha. Cũng hơi rắc rối chút xíu, nhưng mà từ từ quý vị sẽ nghe đi nghe bài thấm. Bây giờ chúng ta đi vào cái số 2, cảnh khổ, sanh, cảnh khổ. Số 2, cảnh khổ, sanh, cảnh khổ. Rồi, tức là ý đây nói là giờ mình ghi luôn đi ha, gạch đầu dòng ha. Từ cảnh khổ này sanh sang cảnh khổ khác do nghiệp nặng, phải tích lũy quá nhiều ác nghiệp. Chấm. Từ cảnh khổ này sanh sang cảnh khổ khác do quá nặng, tích lũy quá nhiều ác nghiệp. Bị quá nhiều nghiệp chấm. Địa ngục sanh qua ngạ quỷ, ngạ quỷ sanh qua thú, vân 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 vân. Tức là từ cái cảnh khổ này nó sanh sang cảnh khổ khác ha. Ví dụ chúng sanh từ địa ngục rồi chết, sanh qua ngạ quỷ tiếp, bởi vì do cái nghiệp còn quá nặng. Hoặc là từ ngạ quỷ sanh qua những loài thú, hoặc là từ thú sanh qua ngạ quỷ, hoặc thú sanh qua điện, vân vân.
Thì tức là đây bạn nói là từ một cái cảnh khổ, chúng sanh đang sống cảnh khổ, mà bây giờ khi mà tử vẫn phải sanh tiếp cảnh khổ tiếp, bởi vì do cái nghiệp lực nó nặng nề quá, nó không có sanh trở lên cảnh vui được. Rồi đó là cái vấn đề cảnh khổ, sanh xa cảnh khổ, cho chúng ta biết là những cái cách như vậy. Rồi xuống dòng, nếu là cảnh nghiệp tướng xuất hiện ở ý môn trong thời cận tử, này tử cảnh quá tục sinh cảnh quá khứ, chúng này tử cảnh quá khứ tục sinh cảnh quá khứ, rồi như chúng ta biết rồi, cảnh nghiệp hay là cảnh nghiệp tướng, tức là cảnh do nghiệp quá khứ mình làm nó hiện khởi lên trong cái lỗi môn, tức là trong cái dòng tâm thức bên nội phần, hoặc là cái nghiệp tướng là hình tướng hay hình ảnh những cái nghiệp mình làm khởi trong cái lỗi môn cận tử. Thì khi tử á, thì nó là lấy bắt cái cảnh đó là cảnh của thuộc về quá khứ, và cái tâm tục sinh cũng bắt cái cảnh, cho nên tử cảnh quá khứ và tục sinh cũng là cảnh quá khứ, nó bắt luôn cái cảnh mà do nghiệp tướng nó hiện khởi ha. Rồi đó là từ cái cảnh nghiệp xấu mà sanh sang một cái đời sống mới cũng là xấu luôn. Và cảnh nghiệp tướng xuất hiện ở ý môn, mình nhớ là nó khởi ở ý môn ha. Được chưa? Quý vị ghi xem chưa? Nắm được không quý vị? Rồi xuống dòng, nếu cảnh thú tướng xuất hiện ở ý môn của lộ cận tử sẽ là 2. Nếu cảnh thú tướng xuất hiện ở ý môn của lộ cận tử sẽ là 2. Tức là nó nếu mà thú tướng là cảnh sanh thú đó, tức là cái chỗ mình sanh vào, ví dụ như cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới bàn sanh, thì nếu mà cảnh thú tướng nó xuất hiện ở lỗi môn á, thì cái lộ cận tử của nó sẽ là 2. Từ cảnh hiện tại tục sinh cảnh hiện tại, từ cảnh hiện tại tục sinh cảnh hiện tại, tử cảnh hiện tại, xin lỗi, tử cảnh hiện tại tục sinh cảnh hiện tại, tử cảnh hiện tại tục sinh cảnh hiện tại. Tức cái cảnh sanh, cái cảnh mà để mà đi tái sanh đó, nó khởi lên cho báo rồi mới báo cho cái chúng sanh nó biết là sẽ là sanh vào cảnh giới đó. Thì ngay cái khởi lên đó là cái cảnh đó là cái cảnh hiện tại, mà khi tục sinh cũng là cảnh đó tiếp tục luôn. Cũng cái đời sống đang trong sống luôn, sanh qua cảnh và sống trong hiện tại luôn, thì cái tục sinh đó là cảnh hiện tại luôn. Thì như vậy cảnh thú tướng nếu xuất hiện trong ý môn thì nó sẽ là cảnh hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại. Rồi nếu cảnh nghiệp tướng xuất hiện một trong 5 của lộ cận tử thì sẽ là 2. Nếu cảnh nghiệp tướng xuất hiện ở một trong 5 của lộ cận tử thì sẽ là 2. Tức là đây bắt đầu xuất hiện trong môn ha, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, tức là nó không có xuất hiện ở lỗi môn. Này ta nói về cái nghiệp tướng, tức là những cái hình ảnh, những cái nghiệp tướng phát sinh trong qua 5 của mình. Thì cái lộ cận tử cuối cùng ha, mà nó xuất hiện ở đó, 5 là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân á, thì nó sẽ là tử cảnh hiện tại, tử cảnh hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại, tử cảnh hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại, hoặc
tục sinh cảnh quá khứ, nếu cảnh đồng diệt với tâm tử, hoặc tục sinh cảnh quá khứ nếu đồng diệt với tâm tử. Tử cảnh hiện tại, tục sinh hiện tại, hoặc tục sinh cảnh quá khứ nếu đồng với tâm tử. Thì ở đây người ta cho rằng nếu mà cái nghiệp tướng nó xuất hiện trong 105 môn á, tức là thì lúc đó cái nghiệp tướng nó sẽ là cảnh sắc, là thuộc về sắc pháp. Thì từ cái cảnh hiện tại tục sinh là cảnh hiện tại, cảnh hiện tại, à, tức là tử ngay lúc đó, ngay cảnh tục sinh đó là do cái nghiệp tướng là cái hình cảnh ngay hiện tại qua cái năm môn mình mà, thì cái cảnh nó hiện trước mắt mình á, hiện trước mắt hoặc là mình nghe âm thanh hoặc là thấy cảnh sắc, thì cái cảnh đó đó, đó khi mà lúc đó mà nó tử là cảnh ngay lúc đó hiện tại, và cái tục sinh thì nó tục sinh cũng là hiện tại, bởi vì nó thuộc về, nếu mà nó mới có 16 sắc na, nó chưa tới tử tâm mà nó chưa đủ để đủ 17 sắc na cho sắc pháp tồn tại đó, thì nó giống như chúng ta nãy mình đã trình bày, thì nó bước qua cái sắc na tục sinh thì cái cảnh đó nó nhảy qua sắc na tục sinh luôn, thì tục sinh cũng là cái cảnh hiện tại luôn. Thì như vậy tử cảnh hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại, hoặc là tục sinh cảnh quá khứ, nếu mà cái cảnh cái sắc pháp nó diệt nó đúng 17 sắc na tâm ngay tâm tử, à, sắc pháp với danh pháp hai cái nó song song nhau không, thì sắc pháp nó tồn tại 17 sắc na, à, trong khi đó nó chậm hơn tâm 17 ha. Thì khi mà tâm tử tới đúng ngay tâm tử mà sắc pháp nó diệt, thì lúc đó là cảnh thuộc về quá khứ, à, tức là tục sinh cảnh nó bắt qua cảnh, bắt cái cảnh nó thuộc về cảnh quá khứ, à, thì như vậy tử tại tục sinh cảnh hiện tại, hoặc là tục sinh cảnh quá khứ nếu mà nó đồng diệt với cái sắc na tâm tử, rồi bước qua cái tâm tục sinh là tục sinh lúc đó nó bắt cái cảnh quá khứ. Rồi bây giờ có nắm được này không ạ? À? Alo. Ok ha. Rồi là cảnh khổ sanh quan qua cảnh khổ. Rồi bây giờ số 3, cảnh khổ sanh cảnh vui. Tức là từ khổ cảnh sanh qua cảnh vui, cảnh khổ sanh cảnh vui. Cảnh khổ sanh cảnh vui. Rồi xuống dòng. Đang ở khổ cảnh tạo thiện nghiệp. Đang ở khổ cảnh tạo thiện nghiệp. Phải. Đang ở khổ cảnh tạo thiện nghiệp. Khi lâm chung. Khi lâm chung. Cảnh nghiệp. Nghiệp tướng hay thú tướng thiện. Cảnh nghiệp, nghiệp tướng hay thú tướng thiện. Làm thành cảnh chỗ cận tử. Với động lực thiện dục giới. Khi lâm chung, cảnh nghiệp, nghiệp tướng hay thú tướng thiện. Làm thành cảnh cho lộ cận tử với động lực thiện dục giới. À, tức là một người đang sống ở khổ cảnh, chẳng hạn như chúng sanh nó đang sống trong cái cảnh của bàn sanh ha, cảnh thú hay là cảnh ngạ quỷ ha, mà lúc đó tạo được những cái thiện nghiệp, chẳng hạn như là cứu giúp người này kia nọ, tạo được những thiện nghiệp trong đó. Khi lâm chung thì cái cảnh của cái nghiệp đó nó sanh khởi, hoặc là cái nghiệp tướng sanh khởi, hoặc là cái cảnh sanh thú nó sanh khởi, thuộc về thiện, thuộc về tốt lành. Thì cái lúc đó cái cảnh giới đó, cái cảnh mà cái cảnh phát dòng tâm thức lúc cận tử đó, nó làm thành cái cảnh nó cho cái lộ cận tử đó, với những cái động lực thiền thuộc dục giới, tức là năm cái chánh ná cận tử là dục giới, thì như vậy nó sẽ cho là từ cảnh khổ nó sẽ sanh qua cảnh vui. À, tức là người mặc dù là đang cảnh khổ nhưng mà vẫn có cái khả năng, vẫn có cái mà xác suất để mà được sanh trở về là cảnh vui như thường. À, có những người ta chết sanh xuống cõi địa ngục, nhưng mà do cái thiện nghiệp quá khứ họ đã tạo thiện nghiệp cho nó khởi lên, à, giống như bà Malika, bà chết sanh xuống địa ngục 7 ngày, thì sau 7 ngày bà thấy được cái, bà thấy lửa của địa ngục, của nhà của Dư Tăng, thì khởi phát sanh cái tâm thiện,
thì mà chết từ cái cảnh địa ngục và sanh trở về cõi trời. Thì như vậy là từ cái cảnh khổ sanh sang cảnh vui vẫn có khả năng đó, chứ không phải là xuống cảnh khổ ở hoài vậy. Cho nên những cái thiện nghiệp của chúng ta làm nó không mất, nó cứ đi làm, khi nào đủ duyên nó sẽ trở sanh và nó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi cái cảnh khổ đó. Cho nên chúng ta càng làm nhiều thiện nghiệp thì nó sẽ làm cái vốn hành trang để giúp cho mình. Nếu mà lỡ cái sanh xuống làm ngạ quỷ, A-tu-la, địa ngục v.v. thì những cái thiện nghiệp đó nó sẽ có hội, nó sẽ trở sanh, có tác động về nhân duyên nào đó để giúp cho cái thiện nghiệp nó phát sanh, và lúc đó chúng ta sẽ thoát khỏi cảnh khổ đó. Rồi 7 ngày đi ngục lâu lắm, 7 ngày đi ngục lâu lắm, địa ngục cái cảnh giới nó lâu lắm. Rồi xuống dòng số 4, cảnh vui, sanh cảnh vui. Cảnh vui, sanh cảnh vui. Có hai loại thiện nghiệp, hai chấm, dục giới và đạo đại. Dục giới và đáo đại. Rồi, tức là giờ từ cảnh vui mà sanh sang cảnh vui. Ví dụ như từ cảnh người sanh sang cảnh trời, hoặc là từ cảnh trời sanh qua cảnh người cũng vậy. Thì cảnh vui sang cảnh vui. Thì nó có hai loại thiện nghiệp, là thiện nghiệp dục giới, tức là mình làm những người sống trong cõi dục giới làm những thiện nghiệp về dục giới. Bố thì giới, rồi tu tiến, rồi cung kính, rồi phục vụ vân vân, thì đó là những thiện nghiệp thuộc dục giới. Và khi tái sanh về những cái cõi dục giới, cõi vui. Rồi cảnh thuộc về thiền. Khác chứ, cảnh nghiệp là khác, cảnh nghiệp ví dụ những nghiệp gì mình làm thì nó phát sanh. Lúc đó còn cái cảnh nghiệp tướng là một cái hình tướng, chẳng hạn như giờ người đó thấy bông hoa, thấy tượng Phật thì cái đó kêu là nghiệp tướng. Nó có cái hình tướng rõ ràng, còn cái kia nó chỉ là những cái nghiệp thôi, nghiệp trong quá khứ mình làm nó hiện lên. Còn nghiệp tướng nó có hình tướng, chẳng hạn như một người mà đồ tể mà giết bò, giết cái heo rồi đó, thì giờ cho cái nghiệp tướng sanh khởi, thấy dao, thấy chậu nước này, đó cái đó kêu là nghiệp tướng. Chưa, có hai loại thiện nghiệp ghi chơi vậy, hai loại thiện nghiệp dục giới và đạo đạo. Tức là cảnh vui sanh sang cảnh vui cho mình biết là có hai loại thiện nghiệp, đó là dục giới và đáo đại. Dục giới có ba cảnh, hai chấm, nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng. Dục giới thì cho mình ba cảnh, nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng. Nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng. Đáo đại hay chấm, chỉ có một cảnh, nghiệp tướng thời cận tử. Đáo đại chỉ có một cảnh, nghiệp tướng thời cận tử thôi. Thì như vậy cho chúng ta biết là dục giới có ba cái cảnh, có thời chót nó có thể khởi lên do nghiệp mình làm nào đó, thì cái dẫn dắt mình đi, hoặc là cái nghiệp tướng nó hiện hình, nó thấy những nghiệp tướng, hoặc là cảnh giới tái sanh là thú tướng. Đáo đại thì là tâm thiền, thì nó chỉ khởi lên một cảnh nghiệp tướng thôi, cái thời cận tử. Tướng về mình tu thiền, về những ấn chứng, những cái cá xí ná này kia nào đó, thì nghiệp tướng luôn. Thì như vậy là cho chúng ta biết có hai loại nghiệp thiện là như vậy. Rồi xuống dòng, đánh cái qua thị đầu dòng, gạch đầu dòng. Người lâm chung có thiện nghiệp dục giới. Người lâm chung có thiện nghiệp giới. Người lâm chung có thiện nghiệp giới. Xuống dòng. Cảnh nghiệp hoặc cảnh nghiệp tướng nơi ý môn. Hai chấm, nghiệp, nghiệp tướng nơi ý môn. Hai chấm.
À, cái này là cái cảnh nghiệp hoặc cái cảnh nghiệp tứ nè, lúc này nó sanh khởi nơi ý môn nè, thì tử tâm sanh lên rồi diệt đi, phải tử tâm sanh lên rồi diệt đi. Tử tâm sanh lên rồi diệt đi. Tâm tục sinh hiện khởi. Tâm tục sinh hiện khởi. Nhận lấy cảnh nghiệp hoặc nghiệp tướng. Phải. Nhận lấy cảnh nghiệp hoặc nghiệp tướng. Phải. Tái sanh về. Tái sanh về cảnh vui dục giới. Tái sanh về cảnh vui dục giới. Tái sanh về cảnh vui dục giới. Phải. Vì bị dẫn dắt bởi sức mạnh của phiền não cấu uế chưa xác trừ. Vì bị dẫn dắt sức mạnh phiền não bởi sức mạnh phiền não của cấu uế chưa xác trừ. Vì bị dẫn dắt bởi sức mạnh của phiền não do cấu uế chưa xác trừ. Rồi ở đây ta nói là từ khi mà cảnh nghiệp và cảnh nghiệp nghiệp tướng nó khởi lên ở ý môn mà, thì lúc đó cái tâm tử bắt cảnh đó là gì, rồi tâm tục sinh nó xuất hiện. À, tâm tục sinh nó sanh lên và nó nhận lấy cái cảnh đó, nó bắt lấy cái cảnh nghiệp hoặc là cảnh nghiệp tướng đó. À, nó bắt lấy cái cảnh đó thì nó cái năng lực do cái nghiệp nghiệp tướng cho đi tái sanh về nơi cảnh hoặc là về nơi cảnh vui, thuộc về dục giới thôi. À, bởi vì nó còn bởi bị do những cái phiền não của mình vẫn còn, mình vẫn chưa có đắc được thiền, chưa có chứng đắc, thì nó vẫn dắt mình đi tái sanh về những cái cảnh giới, mặc dù đó là cảnh dục giới, vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những cái tạp quế của mình ha, những cái tập khí mà phiền não của mình nó chưa được hoàn toàn trong sạch, thì nó vẫn phải đi tái sanh trong cõi dục giới. À, và như vậy xuống dòng mình ghi đây là tử tâm cảnh quá khứ, tục sinh cảnh quá khứ. Đây là tử tâm cảnh quá khứ, tục sinh cảnh quá khứ. Rồi, tức là nó bắt cái cảnh nghiệp hoặc là nghiệp tướng của cái quá khứ, cảnh quá khứ. Rồi tục sinh cũng bắt lấy cảnh đó luôn. Tử tâm cảnh quá khứ, tục sinh cũng cảnh quá khứ. Rồi, xuống dòng. Khi cảnh nghiệp tướng phát sanh tại một trong năm môn, tức là một trong năm môn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Khi cảnh nghiệp tướng phát sanh tại một trong năm môn, hai chấm ha, chúng sanh ấy tử cảnh hiện tại và tục sinh cảnh hiện tại. Tử cảnh hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại. À, nó thuộc về một trong năm môn là thuộc cảnh hiện tại. Rồi, xuống dòng, gạch đầu dòng. Khi cảnh thú tướng, mở ngoặc. Như mẫu hoặc ha, khi cảnh thú tướng mẫu hoặc. Nhàn cảnh như thai bào người mẹ, hay hoa viên nơi thiên cung, cung điện, cây như ý, vân vân vân, xuất hiện nơi ý môn. Khi cảnh thú tướng, nhàn cảnh như thai bào của người mẹ,
hay là hoa viên, là thiên cung, cung điện, cây như ý, vân vân, xuất hiện là ý môn, hai chấm. À, tức là khi thú tứ, tức là cái cảnh giới tái sanh vào đó, à, khi người đó cái người đó thấy được cái cảnh đó, bắt được cái cảnh đó như cảnh thai bào của người mẹ, tức là tục sinh làm người, à, cảnh vui sang cảnh vui, à, tục sinh làm người, à, thì lúc đó ở phút đó, đó cái cảnh thú tướng đó là mình sẽ thấy được cái bắt được cái thai bào của người mẹ mà nó sắp đi, nó sắp chui vô đó, đó. À, nó sắp sang cái tâm tục sinh ngay vô cái thai bào của người mẹ đó. À, như thấy được đó, hoặc là được những cái nơi trên cõi trời, à, lúc này nó bắt được cái tần số, nó bắt những cảnh giới, à, trên cõi trời như, như là thiên cung, cung điện, cây ý, à, những cái bồ đoàn đá trên, trên cõi trời và dục giới, à, thì nó bắt được những cảnh đó, à, nó xuất hiện trên qua cái ý môn của người đó, à, trong cái lỗi thì chúng sanh này nó tử cảnh hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại. À, mình xuống dòng ghi là chúng sanh này tử cảnh hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại. À, bắt cái cảnh giới mà tái sanh mà, cảnh đó là cảnh hiện tại. Và khi mình sanh cũng là cảnh đó luôn. Thì đó là tục sinh cảnh hiện tại. À, thì như vậy chúng ta thấy rằng một người, ví dụ một người mà trước khi chết mà thấy được những cảnh tốt đẹp như vậy đó, thì người đó sẽ sanh vào những cảnh giới tốt đẹp ngay trong cái tích tắc, một cái lộ trình tâm cuối cùng là sanh liền. À, thì chúng ta thấy là khó mà cho chúng ta mà có thể mà mình nắm bắt được, hiểu được cái thực chứng được cái này nếu mà chúng ta không có một cái trí tuệ, nhưng mà khó mà thấy được lắm. À, chỉ mới biết được chúng sanh sanh cảnh giới nào ha. À, thì giờ mình học mình sẽ thấy được sẽ xuất hiện như vậy. Thì khi mà giờ phút cuối cùng nếu mà mình bắt được những cảnh giới này thì chúng ta khỏe re ha, à, là vì làm nó cũng an vui hạnh phúc hơn, sanh làm người, sanh làm trời. À, thì đó là cái năng lực của nghiệp, nghiệp tướng hay thủ tướng. À, có chứ, nhưng mà ở đây là ta nói về cái lỗi ý ha, đang nói về cái lỗi ý. Hồi nãy lỗ ngủ có nói rồi đó, lỗ ngủ. Được chưa? Đúng. Cái lộ ngủ mà trong cái vấn đề này mình đang học cái này đó, thì nó không có bắt những cái cảnh này, nó không có bắt những cái cảnh về bào thai người mẹ ăn bắt mình sao thấy được cái này được, hoặc là cảnh trời đâu có thấy được, mình đâu có thấy được cái đó, chỉ có lỗi nó mới bắt được. Mới cái gì còn nghe không? Alo, còn nghe không? Alo, 1 2 3 4. Ok rồi, rồi bây giờ tiếp theo là người lâm chung có thiện nghiệp đá đại. Người lâm chung có đá đại, hồi nãy là người lâm chung có thiện nghiệp dục giới ha, tức là cảnh dục giới. Giờ người lâm chung có thiện nghiệp đáo đại, còn nghe không? Alo quý vị ơi, ai không nghe, nghe thì chạy ra chạy vô lại. Người lâm chung có thiện nghiệp đáo đại, vẫn còn nghe mà Tuấn như vậy, chạy ra chạy vô lại. Rồi, ok. Ghi đi, người lâm chung có thiện nghiệp đáo đại. Người tích lũy thiện nghiệp đáo đại, lỗ không có nai. À, thứ nhất là dòng người tích lũy thiện nghiệp đáo đại, lộ cận tử không có nai cảnh. Tức là những cái cảnh thiền thì không có nai cảnh nha, nhấn mạnh cho mình nhớ. Là cảnh chỉ có trong cảnh dục giới. Rồi, nghe lại ha. Ok.
trong ngộ cận tử chỉ có cảnh nghiệp tướng. Trong lộ cận tử chỉ có cảnh nghiệp tướng. Liên quan đến thiền án, liên quan đến thiền án xứ. Như hai chấm. Trong lộ cận tử chỉ có cảnh nghiệp tướng liên quan đến thiền án xứ như hai chấm. Đất, nước, lửa, gió, chấm 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 chấm. Đất, nước, lửa, gió, chấm 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 ha. Thì cái cảnh về cái thiền án, công án thiền án xứ mà người đó lấy đó làm tu tập thì trong cái lộ cận tử nó chỉ có cảnh nghiệp tướng liên quan đến những cái thiền án thôi. Rồi xuống dòng, có hai loại cảnh nghiệp tướng trong trường hợp này. Có hai loại cảnh nghiệp tướng trong trường hợp này. Có hai loại cảnh nghiệp tướng trong trường hợp này. Xuống dòng A nhỏ. Cảnh nghiệp tướng là quan tướng chế định đối với hai chấm. Cảnh nghiệp tướng là quan tướng chế định đối với hai chấm. Cái gì ghi kịp không? Alo. Thiện sắc giới phải, và hai loại thiện vô sắc giới. Thiện sắc giới và hai loại thiện vô giới, không vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Thiện sắc giới và hai loại thiện vô sắc giới là không vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Rồi, tức là A, tức là cảnh nghiệp tướng, quan tướng chế định, là thuộc về chế định. Bởi vì sắc pháp, người mới đắc thiền sắc giới, bắt cảnh chế định, bắt những cái cảnh thuộc về chế định pháp. À, người tu tập chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, lấy đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, trắng, đỏ, hư không, ánh sáng, vân. À, thì cái đó là đều là chế định hết, nó bắt cảnh thuộc về chế định, thuộc về thiền sắc giới. À, và không vô biên xứ cũng là cảnh bắt cảnh chế định. Vô sở hữu xứ cũng bắt cảnh chế định. Cho nên như vậy là cảnh nghiệp tướng và cảnh quan tướng là thuộc về chế định pháp. Và từ chúng sanh này là từ cảnh này thuộc về cảnh quá khứ mà tục sinh qua một cái đời sống mới. Mà trong sách là cho là có thể là khó mà định rõ được vấn đề này về thiền. Quá là chi tiết vì thế. À, có thể là cảnh chế định của thiền luôn. À, thì như vậy từ cảnh quá khứ tục sinh qua thuộc về cảnh không rõ, không định rõ, thuộc về chế định pháp. Thì như vậy chúng ta có cái A là cảnh nghiệp tướng, là cảnh quan tướng, thuộc về chế định. À, biết cho nó dễ ha. Chưa có gì ghi kịp chưa? Alo. Chúng sanh cao đi. Chúng sanh này từ cảnh quá khứ. Chúng sanh này từ cảnh quá khứ tục sinh cảnh mở hoặc kép khó định rõ. À, không có định rõ nổi cái vấn đề này. Nhưng mà chắc có là nó cũng là cảnh chế định. À, có thể gọi là cảnh chế định của thiền. À, cảnh có thể là hoàn cảnh thuộc về quá khứ luôn. À, thì ghi là cảnh quá khứ, chúng sanh này tử cảnh quá khứ tục sinh cảnh khó định rõ, có thể là chế định của thiền. À, ghi vậy cho nó dễ hiểu. Rồi, đó là cảnh cái A, lộ cận tử của thiền nghiệp đó đại ha. Nghe lúc được lúc mất. Rồi em dục cái máy vô nước nhúng như cái này đem lên. Rồi B.
nghe nói Việt Nam cái đường cáp ở dưới biển bị gì mà cái thấy cái tin tức nó có ghi đường cáp nó bị trở ngại vậy đó. Cá mập cắn đúng là cá mập cắn đúng lộn nhau cắn. Thì nghe nói bị đứt vì đó đường mạng ở dưới biển đường mạng chính bị cá mập cắn. Cá mập bị cắn rồi mà chính phủ chưa sửa, chờ viện trợ. B cảnh nghiệp tướng là quan tướng chân đế. Cảnh nghiệp tướng là quan tướng chân đế. Đối với thiện thức vô biên và thiện tưởng phi tưởng xứ. Đối với thiện thức vô biên và thiện phi tưởng phi tưởng xứ. Tức là cảnh nghiệp tướng là quan tướng chế định, ấy là quan tướng thuộc về pháp chân đế. Tức là lúc là cái cảnh nó thuộc về chân đế. Tử cái lộ tử thì cảnh nó thuộc về chân đế chứ không phải là chế định như là sắc giới với là không vô biên vô sở hữu, mà thuộc về quan tướng thuộc về pháp chân đế, tức là pháp thật có thật ha, là về cái vô biên xứ, người là chứng đắc vô biên xứ hoặc là phi tưởng vô biên xứ, thì cái giờ phút cuối cùng cái quan tướng xuất hiện thì lúc đó là thuộc về cảnh chân đế. Rồi chúng sanh này có tử tâm cảnh quá khứ, tục sinh cảnh quá khứ. Chúng sanh này có tử tâm cảnh quá khứ, tục sinh cảnh quá khứ. Có tử tâm cảnh quá khứ, tục sinh cảnh quá khứ. Thì như vậy cảnh nghiệp và nghề quan tướng thuộc về pháp chân đế đó, thì lúc mà khởi lên cái trong cái lộ cảnh tử thì bắt cái cảnh đó là cảnh đã chứng thiền, vì tục sinh đã tục sinh qua cái cảnh về cõi vô sắc thì cũng bắt lấy cái cảnh đó, cảnh thiền đó là trong cái tâm tục sinh, sắc là tục sinh đó. Thì vậy tử cảnh quá khứ, tục sinh cảnh quá khứ. Rồi như vậy trong cái nghiệp mà người mà lâm chung cận tử mà thời của cái thiện nghiệp đó lại thì chúng ta biết là thứ nhất là nó không có cái na cảnh nha, mình nhớ là không có na cảnh, là động lực xong rồi là tử chứ nó không có na cảnh sang vô. Rồi cái lộ cận tử này về cái nghiệp tướng nó phát sinh là cho mình biết là có hai trường hợp, là một là tướng thuộc chế định, hai là quan tướng thuộc về pháp chân đế. Thì những cái quan tướng thuộc chế định thì thuộc về những loại thiền sắc giới, và vô sắc giới thì nó có hai là không vô biên và vô sở hữu. Thì những cái này chúng ta đã học hết ra, mình biết là không vô biên nó bắt cảnh chế định, vô sở hữu nó cũng bắt cảnh chế định. Chỉ có là thức và phi tưởng phi tưởng xứ bắt cảnh chân đế. Cho nên giờ chót cuối cùng quan tướng của cái này cũng thuộc về quan tướng chân đế. Thì nếu mà những vị đắc thiền á, những vị này có đắc thiền thì nó vẫn giống như vậy thôi chứ không có gì. Nếu mà đắc thiền thì vẫn sanh lên những cái cõi sắc giới, vô sắc giới, bậc tam quả rồi sanh về cõi ngũ tình cư vân vân. Thì do cái đắc thiền. Còn nếu mà không đắc thiền thì nó sanh về cõi thiền, sơ thiền, hoặc là những người mà đắc vô sở hữu, đắc mà về mà vô sắc á, thì sanh về những cõi trời vô sắc. Đó là vấn đề như vậy. Rồi như vậy là chúng ta đã học và dứt điểm cái phần tử tục sinh, lộ cận tử rồi tục sinh như thế nào, là nắm được một cái quy trình của cái sự diễn hoạt của cái đời sống. Như vậy mình hiểu được là khi mà cái sự tục sinh đó nó phát sinh là có thật chứ không phải là không có thật ha, là có một cái sự tái sanh trong kiếp sống mới, do cái nghiệp lực của mình đã làm trong cái đời sống, thì nó sẽ cho chúng ta tái sanh vào cảnh khổ hay tái sanh vào cảnh vui dục giới. Thì khi nói tới cảnh vui dục giới thì chúng ta sẽ thấy là có tùy theo cái nghiệp lực nó cho. Nếu mà càng có tốt đẹp thì càng sanh lên những cái cảnh dục giới cao hơn,
sanh về những cõi trời tốt đẹp lớn mạnh hơn, dục giới thiên, từ cái tứ đại thiên vương rồi là đao lợi đấu sức rồi quá lạc thiên từ thái vân, thì sanh về những cảnh giới tốt đẹp của cõi dục giới, làm những vị trời trên đó, sống trên đó. Và nếu trên đó chúng ta biết tạo tích lũy thiện nghiệp thì được ở lâu dài hơn, còn không thì sẽ rớt xuống lại. Và cõi trời dục giới thì cái khả năng là cõi vui sanh xuống cõi khổ vẫn có nha quý vị. Tức là dục giới đó, thí dụ mình sanh làm trời dục giới, nhưng mà nếu mình tử lên cõi trời đó, mà giờ phút cận tử đó, mà nó sanh lên cái lộ cận tử mà thuộc về hòa thuộc về mà động tóc bất thiện á, thì có thể sanh xuống cõi khổ như thường. Đó là dục giới. Nhưng mà riêng về sắc giới thì vô sắc giới cõi thiện không có. Những bậc phạm thiên á, thì khi mà chết á, giờ phút cận tử họ chết á, thì họ chỉ một là họ được cái trên đó tiếp tục do cái năng lực thiền họ tu tập, hai là họ sanh xuống làm người, chứ không có đi xuống cõi khổ. Nhưng mà khi mà bị sanh xuống xuống làm người hoặc là sanh cõi trời giới thì bắt đầu xuống đó là bị ảnh hưởng cái do cái dục, là có khả năng đi xuống trở lại tiếp, đi xuống cõi khổ luôn. Cho nên cái dòng lẫn quẩn của chúng sanh của chúng ta đó là cứ sanh lên sanh xuống, sanh qua sanh lại, sanh là không có điểm dừng ha. Cho nên từ cái vô thủy mà giờ chúng ta có mặt ngày hôm nay thì cái sự mà sanh liên tục của dòng luân hồi chúng ta là không thể nào mà tính được, rất là lâu dài, rất là kinh khiếp. Cho nên cái đời sống luân hồi Đức Phật mới nói là nó quá đau khổ ha, nó đưa chúng sanh phải sanh tử liên tục không có điểm dừng. Và cho nên ngài mới tìm ra được cái con đường để mà chấm dứt cái sự sanh tử này. Và quả thật là không phải một cái chuyện đơn giản, bởi vì sự đau khổ của chúng sanh, và Đức Phật phải bỏ ra bao nhiêu công sức, bao nhiêu ngàn đại kiếp, trong ngàn đại kiếp để mà tu tập để tìm ra được cái con đường cho chúng ta. Và cái con đường đó là chúng ta đã từng được biết nghe nói tới là tứ niệm xứ. Nhưng mà mình nhiều người ta cứ nói tứ niệm xứ, tứ niệm xứ đủ thứ ở đó, nhưng mà thực sự đường tứ niệm xứ này kính thưa quý vị không có đơn giản, khó kinh khiếp lắm. Mình nhiều người nó hành chút rồi nó tử mà tứ niệm xứ mà đâu không phải vậy đâu, ghê gớm lắm, sâu sắc nó mới có thể chấm dứt được, nó mới có thể đốn ngã được những cái phiền não dục mình, những cái ác pháp ngũ ngầm trong tâm mình, nó vô lượng kiếp mà mình tục sinh là vô lượng kiếp, thì những cái nghiệp ẩn tàng, những cái mà nó kêu là tùy duyên nó quá vậy. Bây giờ chỉ có một cái tứ niệm xứ, một cái hành đúng pháp vậy nó có thể mà quật ngã được đó, thì chúng ta thấy là không phải chuyện đơn giản. Cho nên chúng ta phải luôn luôn phải biết rằng mình giờ phút này mình còn ở đây là cái trí tuệ của mình cũng thuộc loại siêu phàm đó, trí tuệ mình siêu lắm, giờ mình còn ngồi đây đếm lịch. Mình nghĩ là mình vô tứ niệm xứ là được đâu, không phải dễ đâu, khó lắm. Mà muốn hành được tứ niệm xứ là chúng ta phải học được rất, phải học nhiều pháp, phải học rất là nhiều về những kinh điển và những chú giải này kia, rồi chúng ta phải công phu đúng pháp, phải luôn luôn có một cái sự bình tĩnh, luôn luôn phải một có cái sáng suốt để mình nhận định vấn đề, bị mê muội, đừng có bị mà lầm tưởng cho rằng mình đạt được này đạt được kia. Bởi vì nếu mà được vậy thì giờ mình không còn ngồi đây đâu, khó lắm một cái pháp mà để mà phá được cái xiềng xích gông cùm của luân hồi này, thật sự là không có phải chuyện đơn giản. Mà nhiều người cho là đốn ngộ này kia, học không cần học, chỉ cần tu hành nhắm mắt liên diêm là diệt trừ được những cái phiền não ngủ ngầm trong tâm, thì cái đó thì quả thật của mình giống như là mù rồi voi không, rờ cái chân voi thì tưởng là voi nó nhỏ dài dài, rờ cái giòi cái voi tưởng con voi nó cong cong, thì như vậy mình phải biết là cái giáo pháp, bởi vì giáo pháp Đức Phật khó là khó cái chỗ mà làm sao mình phải tự chứng, tự mình dùng cái năng lực trí tuệ của mình, mình phá tan cái những cái gông cùm xiềng xích của luân hồi, thì như vậy là chúng ta phải nhận thức được một cách rõ ràng mình đang ở đâu,
mình bị thế nào, mình tu tập phải cẩn thận, hết sức cẩn thận ha. Đừng tự đắc tự mãn, đừng tự cho mình chứng đắc này đắc kia. Thì chính vì cái sự tự mãn, cái tự hào như vậy, hoặc là cái sự mà lầm tưởng như vậy, nó chặn cái câu tu học của mình. À, nó chặn lại luôn á, nó chứ không phải chuyện đùa, là mình tới đó mình tưởng mình ngon, là cái đó nó sanh lên là nó chặn cái con đường mình. Cái đó cũng chính là những phiền não của ngầm. À, nó làm cho cái tâm mình nó bị tối lại, không còn thấy được cái sự mà tốt đẹp trên con đường tu học nữa. À, cho nên khi mình học vào những cái giáo pháp cao siêu của Đức Phật rồi, mình mới thấy được mình còn quá trời là ngu. Cái đầu của mình nó đầu hũ tối hù, học ở đây là mình thấy dễ sợ, mà càng học càng thấy ngu là như vậy. Rồi mình càng học mình càng thấy mình miệt mài sân khói, không biết chừng nào mới ra khỏi cái dòng luẩn quẩn này. Từ vô thủy vô chung, mình học mình tu tập rồi mình hành ác pháp rồi đủ thứ, nó dày đặc lên để đem đến cho chúng ta những cái sự mà đau khổ luân hồi. À, cho nên bây giờ quý vị phải cố gắng học nghiên cứu, rồi hành pháp cẩn thận, hành pháp một cách bình tĩnh, bình tĩnh sáng suốt, chứ đừng có bị mê hoặc, hoặc là đừng nghe ai nói này kia nọ mình tin. Nghe nói bậy bạ tu đốn tiệm này kia, tu chỉ cần một niệm nhất niệm là thẳng niết bàn này kia, cái chuyện dẫn chơi. Bây giờ thấy là nhiều người đưa ra nhiều cái chủ thuyết kinh khiếp đó. Thành ra cái gì phải cẩn thận, mình học pháp lý pháp rồi thì đừng gọi tin bất kỳ cái gì. Thứ nhất là như vậy, thứ hai là chỉ lấy giáo pháp của Đức Phật làm cẩm nang, chứ đừng có nương bất kỳ cái gì khác, rất là nguy hiểm. Pháp phải có một sự tu tập như vậy, chứ không phải là người ta giỡn chơi được như này nè. Mà mình càng dễ vui mình càng là ẩu thả, thì chúng ta mình tạo hố cho mình ha. Cho nên đây là cái sự cảnh tỉnh cho chúng ta biết, khi mình học càng học sau càng thấy mình còn quá ngu. Cho nên phải từ từ, nhưng mà nhờ có cái sự mình biết được mình ngu rồi đó, thì từ đó mình mới trở thành người trí. Mình biết được mình đang ở một cái chỗ nào đó, với tâm mịt mù đó, mình mới tìm mình thoát khỏi cái cảnh đau khổ này. Thôi hôm nay chúng ta học tới đây là cũng vừa phải lẽ ha. Không biết hồi trước học về cái lộ ý môn đó, học tới đâu ha, hết cái lộ ý môn thời Bình Dịch triều check lại dùm cái đó, học về lộ ý môn tới đâu rồi, tuần tới mình học tới bài gì đây, tiến trình tâm ý môn vì được học ý môn rồi không biết học tới đâu. Gặp lại cái gì báo cáo nha, hiểu cả tuần sau mình học tới đâu đi. Rồi hôm nay do phước báo mình học được ly pháp, là nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sống có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Pavutusap amangalang rakhan tusap pade vata sap pratham ma ve nasara sotti pavantute. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của ai đức chư tăng, các sự thật lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bổn Thầy ạ, nam mô Tam Bảo ạ, nam mô Sa Di Đà. Rồi xin mời MC lên phải hướng. Xin mời cả lớp cùng đọc hồi hướng sau khi nhập thọ. Ta thi đà ra về và đề mất ta sam vi na va si ni tu pe kha re bồ thi kha re ta hi ta hi ta tham ma đà nhẹ nhá ta hoàn tu bồ chi ta
sốt thịnh ca lô đề tha quý tha ra mạng đa lệ tề ra chát mắt chát na quát thà chát tích ca vô sa ra mít ca đà na mát tì quý tà sát ca ga ma chát đề sa ni ga ma chát tích sa ra sa pa na phu ta chú khí ta vô hoàng lưu tê chắc là ưu cha để ví chắc hẳn ta sạp hạ hoa sạp xê đề đà ta hạ ta vô pháp hạ lý ca lý giả lý ca thầm mà hoa lạc ta tinh cha tê sắp bề lý lúc khắc xa ca lòn tu sẵn khá dặn hạ tu chi rằng sát tặng hạ mô mặt thần là cha phục vụ nhân là sanh cổ hồ tu sa mặt cổ quá quá giá cha khi ta giá cha tham hề rắc ra tu sa tâm hồ sa đề bi tham ma cha li ngộ quy thiền sa vào thế này già tham ma li giác ba huệ đi tề yang kinh sĩ cú sa la kham cắt tập bằng quý vị dặn mã na kha về na hòa già ma na sa ti đa se su ra tầm ca tầm về tất tà san ni no a ti về chắc tất tà a san ni no ca tầm quần ta lặng mày hằng sắp đề pha gì pha hòa về tầng ta thần quy đi tặng đi nặng bùn nhã pa lặng mai già về cha tất cả na cha hàng tế đề hòa gắn năm tòa đi về đây dục sắp về được tạm đi về sắp tạ chỉ hoàn tà hà ra hề tu cả ma nô nhập hồ cha nặng sắp về la phàn tu ma ma về ra xà tế quát tâm này ta nằm à sau thế già quá hồ tứ ta giác đề nhàn nô nhà ti nhàn hồ tứ sư khi ta hồ tứ nhà ta dục ti nhàn nô nhà ti nhàn hồ tứ sư khi ta hồ tứ nhà ta dục ti nhàn nô nhà ti nhàn hồ tứ sư khi ta hồ tứ nhà ta dục sa hữu sa hữu sa